Nhà Tư, Nghệ Văn Linh, La Khê, Nên Hòa, đường mang tên mới, đường La Khê. Một ngôi đình nhà thờ rất là đẹp, đứng giữa chùa Hương Khê, La Khê, Hương Vân, Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Và đây thì đường để có sông chảy về từ nhánh sông Hương chạy qua địa linh về La Khê luôn. Đây cũng thuộc làng La Khê mọi người. À, đường về La Khê bây giờ không còn gồ ghề ổ gạo vịt nữa, đường đã được đổ nhựa đáng lấy ấy chưa. Mùa thu với nhiều lễ trùng tế tại các đình nhà thờ, đình làng, các làng quê. Một đoạn đó thôi ha, và cái đoạn đường xấu nhất đã được đổ nhựa, đoạn đường đi thì còn ngon lành. La Khê, Hương Vinh, Hương Trà, đó, đình làng đều có những cái mái rập, mái che để tổ chức cúng tế đó. Đi trên đường quê thì anh nằm đình thơ miệng màu cũng như con sóc cũng lương ôm bọc lấy cảnh làng quê mọi người. Còn đường này cũng hơi bị xuống cấp thôi chứ cũng còn đi được. À, đấy bây giờ rẽ phải sẽ thông ra được với khu quy hoạch như khu tại định cư Hương Sơ mọi người. Nhà thờ, đình miếu. Trên con đường chúng ta đi là mang tên đường La Khê, con đường mới toanh. Tên đường, dạ. Chiều nay Huế trời có trời gió, đi trên đường thì gió cũng khá là mạnh, dù không mưa trời âm u mọi người. Nay cũng là ngày rằm tháng 7, 30 tháng 8 năm 2023. Nhiệt độ ngày hôm nay 32-33 độ C thôi, nhưng sáng và chiều thì bầu trời rất là ẩm đạm, có gió, trời mây sẩm xịt. Chắc đó là cùng mà màu và cảnh vật sắc màu của mùa Vu Lan năm nay cũng ảm đạm. Những ngày qua thì làng quê cũng ngoài dịp lễ thú tế đó thì cũng có nơi tổ chức lễ hội đua ghe rồi chuẩn bị cho dịp 2 tháng 9 lễ Quốc Khánh. Nhiều nơi cũng tổ chức lễ hội và chào đón. À, và từng quỷ khoảng bên kia đường
Đây chúng ta đang đi rẽ vào hướng chợ Hương Sơ, đường Tạc Đà. Thăm đời sống bà con làm ăn trên đường làng quê bên Thanh Thì đấy mọi người. Đây đường Tạc Đà, vực này thuộc phố Hương Sơ. Bên kia chúng ta đi là La Khê, là thuộc cả Hương Vinh. Vào những ngày cuối tháng 8 thì nhiệt độ cũng đã giảm đi nhiều so với những ngày trước, thì cũng có nhiều mát đi được đôi ba ngày mọi người. Sắp tới thì diễn biến thời tiết chắc cũng có thể là phức tạp hơn, theo kiểu là sẽ có mưa rồi thì thoảng mùa này trở lên là bắt đầu và những cơn bão xá. À đây chợ Hương Sơ, Hương Sơ chỉ học mỗi buổi sáng, bà con ở đây hình như cũng là khu vực trung tâm chợ thì cũng là ít dân cư hơn, cho nên là mấy học chờ thì có đông lắm. Ngoài trưa buổi sáng thì bà con đi chờ mua sắm. Hay về đây là ngã tư Nguyễn Văn Linh, vòng về lại đây chúng ta bắt đầu đi vào địa lĩnh vào La Khê. Bây giờ có cái khu đô thị Green City Bóng Vinh. Về phố cổ Bóng Vinh đó. Gió khá là mạnh, cái máy cũng nhắn tan. Còn nơi thì cũng bầu trời cũng trong trong sáng. Còn nơi thì cũng do gió nó thổi máy điện nó cũng sắp xịt nội tâm. Như vậy là hai ngày mùa lễ 14-15 râm, mùa của làng Bảo Hiếu, thời tiết cũng mà khá là ẩm đạm. Chúng ta đang qua cầu Bạch Yến. Đây là bắc ngang qua con sông. Đi thẳng sẽ vào cửa hậu. Nồi thanh mọi người. Ngày hôm nay gần bà con hàng quán những món ăn mặn như cùng hàng chế, người ta ít bán trên đường phố. Đi trên đường thì thấy người ta đồng cường nghi cũng khá là nhiều đó. Dạ, chắc là đa số bà con buôn bán đó là cũng những người có tấm thiền về cửa Phật, cho nên là cùng hướng về nhà chùa, về gia đình, cung cấp tại nhà nữa.
nên cũng không buôn bán những cái mộc mạc vào ngày rằm. Và ở Huế hay có kêu có câu nói là rằm to vía lớn và hàng chế sạc sánh đó. Chắc là nhiều hàng quán người ta cũng là những người tín đồ của Phật tử có ý kiến. À, vào thành gió khá là mạnh đấy. Báo hiệu cho mùa thu lá bay, mùa thu phai. Cầu khó Phật ngang con sông Kỳ Hà là đại đường mang tên Đinh Tiên Hoàng. Có một buổi chiều nữa sự Huế bắt đầu có chút thời tiết thay đổi, chuyển giống mùa. Vào những ngày cuối tháng 8 và những ngày mùa vu lan có trời ảm đạm đầy gió. Nhiệt độ bây giờ khoảng 28-29 độ C đó mà. Dạ, không gắt nặng, không gắt nặng giống như những ngày trước. Khi bằng nặng gắt là kết thúc ở Huế. Nhường chỗ cho mùa thu 29-30 độ C đều đều để cho bà con có cái mùa thu thiên hoa. Hồ tình tâm gió chiều nay khá là gắt làm cho hàng tên trúc nó đây chập chân. Đường phố Đinh Tiên Hoàng lúc này là 5 giờ chiều hơn một chút. Đó, ngày rằm lớn ngoài cửa nhà thờ đình miếu người ta đều mở cửa, bà con dân hương lễ cúng. Đúng nghĩa về ngày mùa vu lan ngày rằm lễ ân xá xá công cho các chư hương linh âm linh như các hương linh như ông bà tổ tiên chúng ta hay thờ cũng nghe nói đâu đó cũng được về thăm nhà. Để cho con cháu báo hiếu cầu ông bà tổ tiên được đạt sanh. Cho nên lễ cúng kiến rất là lớn nhiều nơi và như các chùa đó. Ở Huế mới biết được sư Huế cũng có một cái tín ngưỡng thường Phật nhiều và
ra đường những cái hàng quán ăn nhậu hình như rất là hạn chế vào cái ngày rằm này. Bà con cũng biết ăn uống vào những cái dịp khác, vào những ngày rằm to vía lớn thì thôi hạn chế. Đi ăn thì giống như là mình cùng đồng nghĩa mình sát sanh, nên bà con những cái có suy nghĩ như vậy, giảm đi một hai ngày rằm to vía lớn. Dạ. Đa số thì không nói chứ ở Huế hình như 50% là người theo tôn giáo Phật giáo, mọi người nhà nhà đều có thờ, không thờ thì người ta cũng hướng Phật nhiều. Dạ. Yeah. Như mọi những dịp mà nhà có lễ tang sự hay dù cũng kiến thì đa số đều mời các sư thầy để cúng, đọc kinh Phật. Dạ. Đa số tuyến đường đến Thiên Quang với hàng cây đầy dài những hàng cây. Và những tuyến đường nội thành đó, cây xanh rất là nhiều, vậy được biết đến là thành phố xanh, một trong những thành phố xanh của Việt Nam. Đó, nội thành là hàng đầu về cây xanh. Chúng ta vừa ra cổng Thường Tứ, chia tay nội thành chiều nay. Dạ, em cũng hy vọng bà con mọi người biết xem thể chiều nay cũng vui nhá. Thời tiết, dạ, với thời tiết ảm đạm trong hai buổi chiều 14-15 rằm tháng 7 mùa Vu Lan. Dạ, cũng là những ngày cuối tháng 29-30 tháng 8 năm 2023. Em cũng là đưa bà con lang thang được khổ từ làng quê có thành thị để biết thêm đường phố vừa nay có những thay đổi diện mạo như răng. Dạ. Yeah. Em xin tạm những video, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Một nữa em xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của em với nha. Dạ. Yeah. Tôi xin chào, hẹn gặp lại mọi người.